là để hoàn thành nhiệm vụ. Phải nói là từ tận đáy lòng em rất là cổ vũ cho gọi là Big Show. Big Show, mọi người cùng một cái Big Show nào. Giống như để mà nói mà về anh Đạt thì không muốn nói nữa. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Tôi rất vui được mời đến gọi là mời. Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Anh em mày đã chết nên tao làm. Băng đảng gì đâu? Về hết luôn, quay lại về hết luôn. Cái gì cái ông cây quéo này anh? Về hết nữa rồi. Nào phần thật này chụp gửi chi cái đó. Ủa còn cuộc hẹn đi chiến đấu với lại bạn của em sao giờ chị đóng đội chị về hết rồi đi phải đi solo tự nhiên đi các bạn em chơi chị ăn chơi hả đi phải đi solo em bắt đừng cho nhớ solo nè. Chưa giờ có bao giờ em làm cái kiểu đồng này không được cắm lần nào chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên em được làm kiểu đồng này luôn. Kiểu đồng này là có tên là gì anh Đức? Anh biết đặt cái tên luôn em đi. Lái mô tô. Kiểu đầu lố mô tài. Kiểu đầu lố mô tài. Lố mô tài. Nghe rất là Nhật Bản. Lố mô tài. Lái mô tô. Rất là dễ chịu. Dạ ok. Đây là kiểu đầu lố mô tài. Lố mô tài xe. What? Ghost Rider. Vậy là nhỏ. Em biết kiểu nó phải có tên là gì không? Tên tiếng Nhật của nó là Lố Mô Tài. Lố Mô Tài. Tên tiếng Việt của nó là Lái Mô Tô. Giống như là kiểu tóc của trên đã khiến cho anh ấy hình như bị ngu đi một vài phần. Thế anh hiểu, anh nói mình không hiểu gì. Không anh nhận cái kiểu này giống như con Sonic. Sonic, dạ. Có điều em màu đỏ, màu xanh. Thôi mất lại mất rồi. Mày kiểu đi ra. À chạy ngang đi. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Amazing with my music. Chị cậu khúc này em cũng xinh đẹp với ai chứ. Flexing on my music. Yeah. Sôm quá các bạn ạ, cái màn trình diễn của gọi là cái độ vang mắt xích. Độ thị thị trong tay. Phải nói là trong nó mà. Phải nói là từ tận đáy lòng em rất là cổ vũ cho gọi là Big Show. Big Show, mọi người cùng một cái Big Show nào. Nào, tiếp tục đó chính là tất nhiên là anh Ramastic rồi mọi người. Anh Ramastic, anh Thiện Âm Thanh, một người thầy đúng nghĩa là một teacher. Đúng không ạ? Teacher. Cái tôi muốn nghe cái cuối ạ. Ờ và ai nữa nhỉ? Hình như một người nào đó đã rất cống hiến trong tiết mục này. Trấn Thành. Anh Trấn Thành đã dẫn chương trình để đến với cái tiết mục này rất là thú vị đấy. À và hình như cứ thiếu thiếu có còn biết mọi người. Còn ai nữa nhỉ? Còn ai ta? Anh Thu Limer. Đúng không ạ? Người đã làm nên cái beat này. Cái beat vẫn còn thiếu đúng không ạ? Em đếm từ A đến B đi. Đếm à, từ A đến cái đi. Lê Minh Trị đã làm nên cái chương trình rất là thành công thì đến vậy. Vẫn còn thiếu đúng không ạ? Thì em kể hết cái này mình có thể còn người đây mình thiếu đó. Mình kể cái người thiếu nhanh thế nào. Chứ không này mình mất kinh nghiệm quá. Anh Lê Dân Đạt. Anh Lê Dân Đạt. Anh Lê Dân Đạt. Anh may đồ ngày. Anh còn làm ở đó không ta? Chào bé. Bé Lê Dân Đạt. Chị cũng rất khỏe. Em còn làm ở đó không ta? Anh Lê Dân Đạt. Biết
cho một vài câu đi. Dường như để mà nói mà về nhà mình không muốn nói nữa. Xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và tôi rất vui khi được mời đến, gọi là khách mời, để cổ vũ cho gọi là team tất cả sao khách tuyệt vời. Bi quay à, hãy làm nó tốt rồi nha. Lập dụng. Thật ra cái này, cả cái này nữa. Đúng rồi. Thật to. Ok. Thật to xả ra nghe. Ông ta à. Tới không chị? Tới không chuyện luôn, đừng có cắt cái nói ra nha chị. Ai vậy? Việt. Holy damn. Việt kêu lâu quá em gặp bạn. Làm cái kỷ niệm. Damn. Có phim lớp học tương lai không? Có coi phim lớp học tương lai không? Dạ chưa coi. Cái phim lớp học tương lai sao giỏi. Giờ bạn đem nó vô cái đọc flash và đem chân chân tay của. Đang làm bữa nay làm bài về tới chuyện fan hô tất cả mọi người vậy. What? Đón xem Rap Việt mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel. Siêu thử thách không chỉ là một tên gọi, đó là cách tôn vinh những khả năng vượt xa giới hạn. Những kỳ tích của nhân loại đều bắt nguồn từ những ý tưởng điên rồ nhất. Nhưng trong bất kỳ cuộc hành trình vĩ đại nào cũng đều có những giọng nói ngăn chân ta lại. Những chấn thương này chỉ khiến tôi nghỉ chân, không thể khiến tôi dừng lại. Tôi đến đây để làm những điều không ai dám làm. Em sẽ chấp nhận thử thách này. Em chấp nhận. Con chấp nhận. Ủa Hạ ơi, em đang làm cái gì chị không hiểu, không đoán được. Em không còn nghĩ nổi là có những cái thử thách này trên đời. Em là đẳng cấp thế giới. Chúng ta đang thấy một cái gốc rất bé trong một bộ não siêu phàm. Đây xứng đáng là một siêu thử thách. Bạn ấy sẽ dùng một cái khả năng đặc biệt của mình để phân biệt một trong số 100 ngọn nến qua ngọn lửa. Wow. Xin mời giám khảo anh Vũ. 5 ngôi sao. Mời anh Xuân Bắc. 4 ngôi sao. Tôi sẽ đòi hỏi cao hơn một chút. Tôi đang không chỉ bằng cảm xúc, tôi sẽ cần một chút lý trí. Những vấn đề đó chưa giải thích được thì không đồng nghĩa là nó sẽ là tâm linh. Trong thực tế chúng ta đã thấy rồi, bằng trực giác thì mình không giải thích được. Vấn đề này khoa học vẫn chưa giải quyết được, mà cứ cố mang khoa học ra để giải thích thì bị các nhà khoa học khác xem là giả khoa học. Đúng là nó nổ tung đi theo luôn. Vấn đề của em nó bị khó so với những cái mà anh đã biết ấy. Nó vượt ra giá trị của một con người hiểu biết thì nó sẽ đáng được làm sao. Siêu thử thách lúc 20 giờ thứ 6 ngày 19 tháng 11 chỉ có trên siêu ứng dụng giải trí Vion và HTV2 VChannel.